Sao bôi? Sao đấy? Nước chỗ này nhiều lắm thì nó bò đầy cái rồi nó ngổm ở đây. Ở trong đây? Ừ. Nãy cô nhìn đây. Có. Chỗ này nhiều lắm. Vẫn ừ. Ở trong đây hả? Vẫn cứ đầy ở. Ở chỗ này? Ừ. Anh em ạ, hôm nay mình đang ở nhà thì bố mình đi xuống vườn thì phát hiện ra bảo là chỗ trong cái ống này nó có lươn. Anh em xem này. Nhiều lắm. Chắc là lạnh nó chúi đây đúng không bố? Nước giờ rét nó chúi vào đây. Có khả năng có không? Có rét mà có không? Có đấy. Quá. Nếu ống thì trên này quá. Thế thì đặt ống đây có rồi, cái trong mấy ngách còn đầy này. Đây là trong nó chú đầu tiên là nó chú là những cái khe gầm này. Câu chân. Câu sẽ có trong ống thử khe cái gầm này. Đây. Nguy cơ quá không diễn? Quá đấy. Đây. Chỗ này nó đầy cá mà chỗ này chỗ nắm lươn nắm cái khu. Chỗ này đi xem này. Bắt bằng gì? Chắc là trong cái ống này, chắc nó chui vào đấy, chui vào đây. Bố thấy trong đây có động không? Quá bố thấy rung rung. Thế chắc nó bò nó chúi rồi, chắc lạnh quá. Nó chúi ở trong này. Anh em ạ. Cái nước lên thì nó vào nó bò nó chúi, nó chưa chúi lạnh ấy. Đây thì bắt từ mai mai thôi. Nay nước cạn này nó mới chúi được chứ mọi hôm nước lên đấy bố thấy nó bò đầy cả. Cái này về bắt được thì xong có được không? Ừ bắt về xem nếu có thì sợ quá. Sợ quá. Hả? Sợ quá. Quá đấy. Đi quay xem. Này, trong đây sao quá. Nó trong hang trong có hang. Có hang này. Ừ. Hang nước mà nước lên thì nó mực nước nó ra bên ngoài. Nó, có khi nó chui. Nước cạn này có khi là nó chui vào ống này chứ nó không nằm ở đây đâu. Thế. Nước ống thì chân. Ui ôi, lặng lắm. Ui ôi, ui, lặng lắm. Hả? Lặng lắm. Có. Ui trời ơi. Quá rồi. Ui giời bao nhiêu rác này. Các bạn làm tố này. Đấy, nước nó chui chỗ này nhiều lắm. Ta thấy mọi hôm nó cái đấy cái bỏ đầy. Ui giời ơi. Cái gì? Ôi trời ơi. Ôi đèn xoay cho anh em xem nhỉ. Ui giời ơi, một ống lươn. Ngay mà. Ê cầm lên. Ngoài hôm ta thấy ở đây nhiều lắm luôn. Ui giời ơi. Lại dạ, thêm một đi. Cho lên. Bò lốm ngốm cái. Ui giời. Mấy lần không thấy. Ê. Ui giời. Không biết cái gì nó xa. Thế nó chui đây thật à? Chỗ này là chỗ lươn lươn nữa hả? Nhiều thật. Ui giời. Cho em đổ xem nhỉ. Ui giời. Ở ngay vườn gần nhà anh em nhá, phát hiện ra cái hàng lươn to vãi. Sợ thôi. Đây. Ui giời, lúc nhà nó núp trong đây này. Tôi xem nào thôi. Đây, không biết anh em có xem được không? Tối lắm. Nhiều lắm đấy. Ui giời. Đây tối về nó cháo nó làm om chuối nhỉ. Ui lô thôi, to. Tắt thuốc này. Ta bỏ. Không đừng bỏ. Tắt thuốc luôn. Tí chui ra. Có chui ra. Bây giờ đéo bắt gì. Giờ dốc ra đéo ra lạc lắm. Nguyết trong mẹ muốn trăm con. À, đây rồi. Ôi. Ngay rồi. Úi giời. Nãy bò vào. Ngay trong cái lỗ luôn. Chỗ này là chỗ nhiều lươn. Ôi. Úi giời. Ôi lúc cháu lúc luôn này. Úi giời. Úi giời biết ngay. Úi giời. Ghê chưa anh em. Úi giời. Úi giời kiếm mấy chậu. Đấy úi giời. Nếu cái gì đứng vào nó bỏ hết. Úi giời ơi nhiều quá. Úi trời ơi. Chậu đâu ở đây bây giờ đâu. Tôi vẫn sẽ thay có cái chậu gì như trong này này. Sao bây giờ nó trong mật mật này. Tha hồ ăn rồi. Úi giời ơi. Ngay trong đây anh em ạ. Ghê quá. Bông hồi. Mất ra. Bốc ngay rồi không mất. Không mất cái gì nhỉ? Cho nó ra nhá. Cho khô. Ôi giời ơi. Biết ngay rồi lắm chứ. Ủa đứa lại bỏ vào này. Kinh. Đấy. Nó quen cái ống này nó bỏ vào. Ôi giời. Đúng là một tố. Vớt đi. Ôi giời này. Vớt. Ôi giời. Này. Mấy con luôn. Quá. Cái nhung lạnh là nó hay chúi hay tìm chỗ nó chúi ấy nhỉ? Con bắt được một đàn bộ. Giời. Tha hồ ăn rồi. Rồi nó cháo rồi. Giời. Nhà nhúc ở đây. Cái thành chậu có vẻ hơi ngắn hơn nó vẫn bỏ ra ấy. Đi tại tại vẫn được. Sợ thật. Trơn lắm, trơn trợn luôn. Trơn gì ạ? Trơn. Con này to à? To lắm. Này, xem trong ống có còn sót con nào không? Có khi quẩn. Đấy. Thế mà quả thật. Quẩn. Nó ngó lại xem quẩn không? Thế là. Đi quay. Chỗ này. Úi giời, tha hoan rồi. Trong quần này to này. Kinh. Năm thế rồi. Hết. Nãy đừng sót rồi hết. Ừ, thôi hết rồi, thế này tha hoan biết ngay rồi. Cứ mọi hôm bố đấy thấy nó hoành. Kiếm cả này. Hết rồi vợ. Hết rồi. Đây. Ôi giời ơi, ngay trong cái ống anh em nhá. Trời ơi.
Không ngờ giờ cứ đi đặt đặt ống xong rồi bẫy vào thế nó chui vào nhỉ? Ừ, chỗ này hơn cân luôn. Mấy cân ấy? Phải đôi cân. Này. Chốc lại đặt tiếp xem nó có vào. Hết rồi nó đi lại đi theo ổ mà. Không đọa là hết nước. Nó chui trong cái mấy cái khe cạnh ấy không bắt được. Hôm nay tự nhiên nó chui trong cái ống ấy, nước có lên đấy, nó chui trong cái ống ấy. Nhiều cực anh em ạ. Có quán sợ thật. Để mình đi rửa cái tay đã. Mày hôm nay bố lại gọi con xuống đây hay bắt được cái đàn này? Lắm lắm, mọi hôm bố thấy nó cứ bò đầy cả. Thế bố không bắt? Chỗ sẵn lắm, nhưng mà bố không biết cách bắt. Nhê, tha hồ luôn. Tinh con to hả? Con to tí tí quay tiếp lên xem con nhá. Kinh nãy dốc rồi nhìn sợ. Úi, nghe quá được cơ. Chỗ này nó ấy rồi, nó chui vào. Thế vỡ bữa rồi đấy. Đây bố mình đi vừa đi chặt chuối lại kiếm được một đàn lươn. Đấy. Mà ngay gần nhà mình lại không biết anh em nhé. Cái hang nó chuối vào đây. Chạy lên xem đi. Chạy ra xem gạch có không. Chuối thì tạm thời chặt hết rồi. Thế là chui vào cái gạch nó làm. Nghe chưa anh em? Đấy, trước là anh em biết tại sao mình nghĩ theo cách nghĩ của mình ấy, mà anh em biết là sao chui vào. Là từ đây hết nước ấy, xong nước nó lên. Thế là lươn thì lại không nó không nó kêu kỵ mấy nước, nó còn nước lông ấy. Hay rút bùn. Nó tìm cái ngách nào mà nó chúi được cái cảm giác an toàn ấy. Thế là nó lên. Đây, mình nghĩ trước là trong đây. Đây là đây có mấy hang à. Đây. Đây có hang à. Mình nhấc. Đây. Xem trong đây vẫn quằn này. Ui còn nữa chạy, úi giời chạy mất đây. Đúng. Ngay góc này chạy mất luôn. Đây khe này này, hang này. Đây này hang sâu lắm. Để ta chạy sang xem. Mấy hang ra đây này, đi xem. Rồi nhấc cái hoàn chỗ này lên nào. Tí nữa nào. Đây này. Trước là chui trong đây anh em nhé. Bé vé này mình đập ra thì mình sợ. Tại vì đây không phải vườn nhà mình, mà chỗ này thì đây là khu vực vườn nhà mình thôi. Nhưng mà sợ thật. Chui hết đây kìa, nó bé hết bờ kìa. Đấy, bé vào thế nó đéo ra rồi. Thế là chỗ này đường cụt thấy chưa. Đéo chỗ nào chui nữa, chui vào đây. Không còn đường chạy ra nữa rồi. Ừ, thế là chui vào đây. Đâu, sẽ nhắc cái này ra nào. Đây, đấy. Nóng hàng lắm. Có mấy cái khe này, thế là nương nó cứ ấn mình trong đấy. Nó chui hết trong đấy. Ôi lấp lấp vào, ui dồi, ui dồi. Dồi. Ốc to đùng rồi. Bắt xuống, rớt xuống. Chết rồi, chết rồi. Đây, ai à. Ra canh lươn rồi, ra đây làm gì? Mày gọi ra đây bắt lươn xem một lươn đâu lại quên à? Ra canh lươn tí nó bỏ mất đấy. Lấy cho cái xô không cho. Đây, là bị vít ở đây anh em nhá. Nhưng anh em có thể xem. Trời ơi, ghê chưa. Này vít đây, chỗ này nước cạn này, không ra cái này, khéo vẫn còn này móc ra xem. Nghỉ lắm. Ui, cá chết này. Chết cá này. À, bị chuột ăn rồi. Chuột ăn thối đầu này. Hay ốc nó ăn. Mắc đây không ra được. Chỗ này là đường cụt đấy anh em. Này, nó chặn hết này. Đường cụt luôn, thế là nó bỏ đây. Nước lên, nó sợ chúi trong ngách này. Thế là tóm sống. Mà ngay vườn này mình người không biết nhỉ. Hả đi. Thế lại trả chuối tiếp rồi. Ôi, này, ý là ơi. Mấy bữa. Nhiều thật. Sao ăn? Sướng xuống cứ làm vườn thế này, kéo đồ ăn ngon. Nó sạch cái thùng đi cho vào cái thùng để ăn dần nữa chứ. Ăn không phát đâu. Đấy, ăn dần này. Mày om ngon lắm. Mẹ ơi. Mẹ. Mẹ ra nhìn này. Ra nhìn này. Mấy tạo này. Ra nhìn này. Nhìn. Này. Ui lắm thế, cái gì thế? Cứ lươn à? Lươn. Ui lắm thế. Sợ chưa? Kìa. Con đấy. Ui nhiều thế. Nhìn phát nữa. Bắt được đấy, bố bắt đấy. Đừng có được à. Bà cứ chê bố suốt ngày. Chê suốt ngày ra phát túm ngày hàng lươn. Ui giời. Ngâm sống này. Cho béo này, cho thêm nước vào. Đấy, trơn đấy, cho nước lại trơn này. Ui, con này con đầu đàn này, chắc con này con mẹ này. Bọn này con vẫn còn lon này các bạn. Ui, kinh nguyên đàn luôn. Ác nghe. Chuối. Đây. Ghê chưa? Hai ba con to đùng. Ừ. Úi giời. Nguyên hàng luôn. Đẹp nhỉ. Mà trông cũng ghê đúng không? Dần rớt này các bạn. Này, có cầm được đâu này.
không cầm được, để mắt tuột hết. Này cầm được này, vẫn trơn, trơn lắm. Như anh em có thể xem là ở quê mình rất sẵn kiểu lươn anh em, mới lại chạch rất là nhiều. Cứ tí cái mùa lạnh là nó ít đi kiếm ăn, nó tụ tập vào một chỗ. Và cái chỗ nào mà nó như thế như anh em xem ấy, phê thật anh em ạ, bắt ra đổ phát ục ra nhỉ. Nó cuộn vào chắc phải cuộn thằng bọc này này, vào phát bắt ra ngay, phê lắm, thích lắm anh em ạ. Nếu các bạn cảm video là hay, hãy nhớ là bấm đi kênh để ủng hộ cho Cáo Ca nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của Cáo. Chào tất cả anh em, bye bye, chào anh em nha.